Chào mọi người, đây là kênh YouTube của chúng tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về sự kiện đặc biệt vừa diễn ra tại Việt Nam. Ra mắt mẫu SUV Cupertino 408 hoàn toàn mới từ Thaco Auto. Điều đặc biệt là mẫu xe này được cung cấp trong 3 phiên bản đa dạng Alu, Premium và GT, đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với giá bán lần lượt là 999 triệu, 1,099 triệu và 1,249 triệu. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thaco Auto đã tổ chức một sự kiện lớn để chính thức giới thiệu mẫu xe Peugeot 408 hoàn toàn mới này. Đây không chỉ là một bước tiến trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của Thaco Auto mà còn là cơ hội cho những người yêu thích những mẫu xe đến từ đất nước Pháp. Peugeot 408 thế hệ mới có vẻ ngoại hình mới mẻ và độc đáo, đặc biệt là với kiểu dáng SUV coupe, mang lại một sự lựa chọn độc đáo trong thị trường xe hơi Việt Nam. Cũng theo đúng xu hướng hiện đại, mẫu xe này có thể được gọi là một chiếc SUV coupe, kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ của SUV và sự lịch lãm của coupe. Đặc biệt chú ý đến kích thước của Peugeot 408 mới, với chiều dài, chiều rộng và chiều cao tương ứng là 4690 x 1850 x 1480 mm, cùng với trục cơ sở 2790 mm. Điều này giúp mẫu xe này không chỉ có vẻ ngoại hình thể thao mà còn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình. Peugeot 408 thế hệ mới còn nổi bật với nội thất thiết kế tinh tế, sử dụng công nghệ tiên tiến và chất liệu cao cấp. Khu vực lái xe được trang bị một cặp màn hình 10 inch và vô lăng nhỏ gọn đặc trưng của Peugeot, cùng với hệ thống âm thanh Hi-Fi cao cấp Focal Premium Hi-Fi System trên phiên bản GT. Nhưng điểm đặc biệt nhất của Peugeot 408 thế hệ mới chính là động cơ. Thay vì sử dụng hệ động lực THEV như dự kiến trước đó, mẫu xe này được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6 lít turbo với công suất 218 mã lực và mô men xoắn 300 nm. Sự mạnh mẽ này còn được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước FVD và khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 8.8 giây. Ngoài ra, Peugeot 408 thế hệ mới còn được trang bị một loạt các tính năng an toàn hiện đại như công nghệ đèn matrix LED, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ định tâm làn đường, điều khiển hành trình thích ứng với tính năng stop và go, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Thaco Auto và Peugeot, Peugeot Việt Nam còn mang đến những ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, bao gồm gói dịch vụ chăm sóc xe và giảm giá phụ tùng. Ngoài ra, những người mua xe mới còn được tặng voucher giảm giá tùy thuộc vào dòng xe, cùng với chính sách bảo hành 0 năm không giới hạn km. Với những giá trị nổi bật này, Peugeot 408 thế hệ mới hứa hẹn sẽ là một lựa chọn mới và hấp dẫn trong phân khúc xe châu Âu tại Việt Nam. Hãy chờ đón những đánh giá chi tiết hơn trong các bài đánh giá của chúng tôi. Đừng quên like và subscribe để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị về thế giới xe hơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video sau. Chào tạm biệt.